2, một cái thứ 4, cái thứ 7. Em coi sao cái móng tay hồ tỏi cho bằng hàng rào xong giấy này nha. Rồi nước đẹp không ai luôn. 6 á. Muối tiêu á chị. Đập lúc mười mấy trứng này luôn này. Hai mấy cái. Mày cái này khách gọi mình mới làm chứ mình đâu làm trước được anh ha. Đúng rồi. Chết ở 7. Anh đầu bếp đang bổ trứng ra. Rồi rửa móng đi rửa. Chính nè. Mới ngồi nó không có được. Cái giấy nào? Không giấy đây là cái nè. Cái này nè. Dưới. Ừ. Trên cái chén sành. Để nó sôi lên là được không anh? Đặt lâu lắm nó chở nó qua. Này nướng trong phòng bao lâu anh? 3-5 phút. Nếu mà lửa lớn thì 3 phút. Mà cái chén này mình lựa cái loại chén sành đúng không? Chén đá. Chén đá. Nó sẽ không bị bể nữa. Đây là mỡ hành đã được chuẩn bị trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho dầu để cho lửa nó bốc lên. Chín thì sẽ được cho rau răm và mỡ hành lên để ăn có cái hương vị nó thơm ngon hơn. Nói chung để em nhẫn vào đây. Nói chung nhẫn qua. Mình còn cho cả đậu phộng vào nữa. Giống như kiểu các món sò hay là hải sản mà ốc nướng mỡ hành vậy đó, thì hột vịt lộn cũng sẽ được làm cũng tương tự như vậy. Đây là phần hột vịt lộn nướng mang về. Sẽ được bỏ vào hộp nhựa rất cẩn thận để cho nó khỏi chảy nhựa. Ở đây là một trái hột vịt lộn nướng là bao nhiêu anh? Phần 2 trái là 20. À, phần 2 trái là 20 ngàn nha mọi người. Có mì với hai cái luôn á, cái mì ra muốn mua số 2 luôn á. Ốc gì? Ốc gì anh? Nhùng. Dạ. Ở đây thì ngoài đặc sản là món hột vịt lộn nướng thì còn có các món ốc nha mọi người. Thực đơn hôm nay của quán ấy. Cái này là khách order đúng không? Em nhìn em tưởng là thực đơn của quán. Mấy cái này hay 500 hút vô này. Cái bảng để mà khách order đây. Đợi chút nha chị gái. Đang chuẩn bị một vị. Cái này là mình luộc xong mình mới đem ra nướng hả chị? Đúng rồi. Là
đang công đoạn chuẩn bị